Xin chào các bạn, hôm nay Tâm sẽ chia sẻ cho các bạn ở vị trí tiếp theo nhân viên Customer Service dịch vụ khách hàng và làm việc tại công ty Folder Logistics, người ta sẽ thường gọi là COS. Như vậy, vị trí công việc, kiến thức chuyên môn và kỹ năng chúng ta cần trang bị là những gì? Thì sau đây kính mời những bạn sinh viên chúng ta hãy chú ý lắng nghe buổi chia sẻ hôm nay để chúng ta hiểu được công việc chúng ta sẽ làm những gì trong tương lai. Chúng ta sẽ nhận thông tin bút cước từ nhân viên kinh doanh của công ty, hoặc là chúng ta sẽ gửi thông tin đặt booking trạng tàu. Có hai cách để chúng ta có thể đặt booking. Có thể chúng ta có thể là gửi email trực tiếp thông tin booking cho customer service của hãng tàu, hoặc vào website của hãng tàu chúng ta đặt booking. Tùy vào cách làm việc của hãng tàu mà chúng ta sử dụng cách nào cho hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta gửi booking cho khách hàng và gửi cho nhân viên kinh doanh của công ty chúng ta. Nhân viên kinh doanh công ty chúng ta họ sẽ tự gửi cho khách hàng, hoặc là có chính sách công ty nhân viên kinh doanh của chúng ta, công ty Folder Logistics, người ta sẽ nhờ cho chúng ta gửi hẳn luôn, nhân viên customer service gửi hẳn cho khách hàng luôn. Và chúng ta phải theo dõi tình trạng lô hàng trong quá trình vận chuyển để có cách hỗ trợ kịp thời cho khách hàng nếu như lô hàng đó có sự cố. Chúng ta sẽ thường xuyên giải đáp thắc mắc và cũng như cung cấp kịp thời những tài liệu cần thiết để cho khách hàng mình an tâm cho cái lô hàng của mình. Đồng thời chúng ta cũng phải liên hệ với head office của bên đầu nước ngoài để chúng ta được hỗ trợ cho những cái lô hàng khi chúng ta gặp sự cố tại cảng đến hay trong quá trình vận chuyển. Tiếp theo, chúng ta phải liên hệ với đại lý của bên đầu nước ngoài để thương lượng với giá cả, để chúng ta có những cái lô hàng nhập chúng ta lấy giá cho nó hiệu quả, để cho chúng ta đưa cho những nhân viên kinh doanh của công ty mình. Các bạn đó sẽ làm việc với khách hàng có lô hàng nhập khẩu về. Thì tiếp theo, chúng ta sẽ ghi nhận những khiếu nại của khách hàng trong tuần và báo cáo cho trưởng phòng vào cuối tuần làm việc của chúng ta. Thường thì những cái nhân viên customer service dịch vụ khách hàng của mình á, có những công ty thì người ta gộp chung Doc và Cus. Doc là nhân viên chứng từ, Cus là customer service dịch vụ khách hàng, người ta gộp Doc và Cus chung luôn một lần. Và nếu như bạn nào làm ở vị trí và Doc Cus luôn một lần như vậy á, thì lương của các bạn sẽ cao hơn với những cái bạn mà làm tách riêng như vậy. Tôi lấy ví dụ như lương của nhân viên chứng từ là 6 triệu thì bạn làm kiêm luôn cái vị trí Doc và Cus thì chúng ta lên 7 triệu hoặc 7 triệu rưỡi, đó là lương cứng. Còn ngoài khoản lương cứng như vậy thì chúng ta sẽ có được thêm những cái khoản hoa hồng nữa. Thì tôi sẽ có những video sau tôi chia sẻ cho các bạn cũng như cái lương cơ bản của từng cả các ngành là bao nhiêu và hoa hồng của mình sẽ được bao nhiêu trong từng cái vị trí cụ thể. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến cái kiến thức chuyên môn. Ví dụ như kiến thức chuyên môn, chúng ta phải cần nắm thật tốt những cái môn học, ví dụ như nghiệp vụ ngoại thương, hay là môn vận tải giao nhận, hay là môn dịch vụ khách hàng, hoặc là môn đàm phán, để chúng ta có cái cách chúng ta làm việc với khách nước ngoài cũng như Việt Nam mình một cách hiệu quả hơn. Ngoài những cái kiến thức chuyên môn thì bắt buộc chúng ta cần phải có những cái kỹ năng ta cần trang bị, ví dụ như kỹ năng giao tiếp thật phải tốt. Kỹ năng tiếng Anh, chúng ta cần phải học được nhiều cái thứ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu, đặc biệt là phải tiếng Anh Logistics xuất nhập khẩu thì chúng ta mới hiểu rõ được, và ta đặc biệt phải thành thạo được nghe nói đọc viết, và ưu tiên biết thêm ngoại ngữ thứ hai thứ ba thì chúng ta rất là tốt. Nếu như bạn biết thêm ngoại ngữ thứ hai thứ ba thì bạn vào công ty người ta rất được trọng dụng, và bạn cũng sẽ được có nhiều công ty người ta sẽ trợ cấp thêm cho bạn cái khoản tiền mà biết ngoại ngữ thứ hai và thứ ba. Và chúng ta tiếp tục là phải biết cách tổ chức công việc, quản lý thời gian cho hiệu quả. Môi trường làm việc thì luôn luôn chịu được áp lực, và các bạn phải biết là sử dụng thành thuần thục những cái tin học văn phòng cơ bản. Và chúng ta nhớ là cái công việc này nó đòi hỏi bạn phải có làm thêm giờ rất là nhiều. Chính vì vậy nên chúng ta phải chú ý về cái việc mà nếu như công việc bạn xử lý không kịp thì bắt buộc chúng ta phải ở lại để chúng ta làm thêm giờ. Đó là cái phần chia sẻ ở vị trí nhân viên customer service dịch vụ khách hàng tại công ty Folder Logistics. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái vị trí tiếp theo ở những video sau. Xin chào các bạn.